Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sa Di Thủ Tọa. Đợi đến khi Phương Trượng, Hòa Thượng Thường Nhân về chùa Tam Duyên, Ngài phá lệ mà tuyển Hòa Thượng làm thủ tọa, thậm chí rút thăm 3 lần ở trước Bồ Tát Di Đà, đều rút trúng tên Hòa Thượng. Hòa Thượng đã từng nói, Bồ Tát Di Đà đã phát nguyện, dù các vị tu hành có được 3 phần, nhưng sẽ được 7 phần cảm ứng. Bồ Tát sẽ giúp các vị, nếu các vị không tu hành, đương nhiên sẽ không có cảm ứng. Hòa Thượng kể, một thời gian sau, Hòa Thượng Phương Trượng trở về chùa, vừa gặp tôi, Phương Trượng nói, chú tới rồi đó hả? Tôi đáp, dạ con tới rồi. Tốt lắm, thầy mời chú làm thủ tọa đó. Sau đó, ngài mở cuộc họp tuyển chọn thủ tọa. Trong chùa, trừ Hòa Thượng Phương Trượng ra, thì chức vị thủ tọa là lớn nhất. Trong chùa, có 10 mấy vị thầy mà Phương Trượng không tuyển chọn. Ngài lại chỉ định tôi làm thầy thủ tọa. Mọi người đều phản đối rằng, chú ấy mới xuất gia, sao làm thầy thủ tọa cho được? Phương Trượng nói, như vậy chúng ta hãy đến chỗ thờ Bồ Tát Di Đà rút thăm. Thế là tên những người có tư cách làm thủ tọa được viết trên giấy, rồi bỏ vào ống tre và lắc ra tên ai, thì người đó làm thủ tọa. Lắc vài lần, kỳ lạ thay, có lẽ Bồ Tát Di Đà muốn tìm chút việc cho tôi làm, nên lắc 3 lần đều văng ra tên của tôi. Sau đó, không ai dám phản đối nữa, vì do Bồ Tát Di Đà an bày mà. Cho nên lúc còn là Sa Di, tôi đã làm thầy thủ tọa cho chùa rồi, vì Hòa Thượng Phương Trượng đã nhận ra tôi. Sự quyết định này khiến cho một số thầy lớn trong chùa tức chết được. Các thầy đó gặp tôi, người này thì trừng mắt, người kia thì cau mày khính mũi, tỏ thái độ khinh thường tôi và nói, Hòa Thượng Phương Trượng thật điên đảo, ai đời cho Sa Di làm thủ tọa chứ? Đúng là lừa sư diệt tổ. Cứ như thế mà mắng nhiếc tôi. Tuy bị sỉ nhục, nhưng tôi cảm thấy rất mát ruột. Ai mắng tôi thì tôi coi như đang ăn đường mật. Ai đánh tôi coi như được ăn bánh nhân đậu. Làm thủ tọa rồi, Hòa Thượng Phương Trượng lại còn muốn dạy tôi làm quản gia, tức như là trụ trì vậy. Tôi nghĩ, việc này quá phiền phức đi, tôi không cầm giữ tiền. Thì các vị thử nghĩ làm sao cai quản cái gia chùa này được chứ. Cho nên khi Phương Trượng bảo tôi làm trụ trì, tôi nói, dạ được, nhưng con không đụng tiền, người khác giữ tiền, người khác đếm tiền, con đi đến bất cứ nơi nào, con cũng không giữ tiền. Nếu thầy chấp thuận điều kiện này thì con sẽ làm trụ trì của chùa. Cũng vì vậy, tôi bắt đầu trì giới, không nắm giữ tiền bạc của cải. Lúc đó ở Đông Bắc, có một khoảng thời gian tôi và tiền phân cách. Tôi không sợ đến tiền. Khi đi xe lửa, tôi tới trạm xe đợi. Có điều rất kỳ lạ là mỗi lần tôi đến bất cứ nơi nào, đợi ở trạm xe, thì nhất định đều có người quen thuộc đến hỏi tôi đi đâu và mua vé cho tôi. Ha ha ha, 问什么的说